Hello cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vicky. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với challenge 7 ngày trẻ hóa làn da cùng serum Lancome Advanced Genifique. Chúng ta sắp đi gần tới đích rồi các bạn ơi, cố lên. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Và nếu đây là lần đầu các bạn click vào xem clip này thì các bạn có thể xem lại clip ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Vicky sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn dễ thấy nha. Nếu các bạn thấy clip này có ích thì đừng quên cho Vicky một like cũng như là subscribe cho channel của Vicky nha. À, và các bạn cũng đừng quên xem đến cuối clip để thấy rõ cận cảnh cái làn da của Vicky sau 3 ngày sử dụng serum nó sẽ thay đổi như thế nào nha. Ok, không nói dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào clip ngày hôm nay luôn. Cũng như 3 ngày trước, Vicky sẽ vừa sử dụng cái serum này và vừa tám xuyên lục địa với các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về size của những em này nha. Và Vicky cũng muốn chia sẻ cập nhật tình hình đời sống của mình một chút xíu với các bạn. Ok. Như mọi khi luôn, Vicky sẽ ấn xuống và mình lấy một ống cho lên mặt. Vicky thấy một ống là vừa đủ luôn á các bạn, không dư không thiếu luôn. Đó rồi các bạn nhớ đấm xuống và nghe cái tách một cái là biết là nó đã kín rồi. Về size của các em này á, thì khi đi mua Vicky rất là lưỡng lự, bởi vì nó có rất là nhiều size luôn. Nó có tổng cộng là 4 size. Nhỏ nhất là 30ml, 50ml, 75ml và lớn nhất là 115ml. Thì cái chai mà Vicky đang sử dụng là 50ml. Khi mà mình đi mua thì các bạn tư vấn cho mình á, tại vì mình là lần đầu tiên sử dụng mà, nên bạn đó tư vấn cho mình là nên dùng chai 50ml. Và nếu các bạn ngại là khi mà mình sử dụng serum này mình sẽ bị dị ứng hay là gì đó, thì chúng ta cũng có thể mua cái sample của em nó là nó, cái kia nhớ là nó nhỏ như vậy nè, khoảng 7ml hay 10ml gì đó, xài cũng được một tuần hay sao á. Về cái giá của các em này á, thì Vicky lên tìm hiểu, Vicky thấy là mỗi quốc gia, mỗi website nó lại có giá khác nhau các bạn, nó không giống nhau. Và do đó mà cho Vicky giữ bí mật cái giá chai 50ml này mà Vicky mua nha. Nếu mà các bạn nào mà muốn biết cụ thể giá của em nó Vicky mua là bao nhiêu thì các bạn có thể inbox riêng cho Vicky nha. Khi mà Vicky đi mua, Vicky thấy là cái size 30ml và cái chai 50ml này của Vicky á, là hai cái này nó chênh lệch nhau có 20ml thôi, nhưng mà cái giá tiền của nó lại chênh lệch nhau khá là nhiều. Giống như là mình mua chai 30ml thì cái giá tiền của nó lại mắc gần bằng cái chai 50ml luôn. Và mình cũng có hỏi các bạn tư vấn là ủa tại sao mà một cái chai nhỏ như vậy mà nó lại mắc gần bằng cái chai lớn vậy, thì chắc chắn người ta sẽ mua chai lớn hết rồi, người ta đâu có cần mua chai nhỏ làm gì. Thì bạn đó mới chia sẻ với Vicky á, là Vicky mới nhận ra là rất là hợp lý luôn các bạn. Có nghĩa là cái chai 30ml đó mình nghĩ là sẽ không có ai mua, nhưng mà thực ra là người ta sẽ mua rất nhiều, đặc biệt là đối với những bạn mà hay đi du lịch. Cái chai đó mình mang xách tay được vì nó nhỏ, nghe thì rất là hợp lý đúng không các bạn. Có thể là trong tương lai Vicky sẽ mua một chai 30ml như vậy để mình bỏ vào trong túi mỗi khi mà đi du lịch. Như các bạn cũng biết là Vicky đi rất là nhiều luôn. Và nếu như mà thật sự cái sản phẩm này nó hợp với da mình thì chắc chắn là mình rất cần nó ở bên mình mỗi ngày. Và một ưu điểm của em này nữa mà làm Vicky rất là thích, khi mà Vicky lên YouTube xem các bạn chia sẻ thì các bạn có nói là em này không chỉ là serum để mà sức lên da mặt mình sau khi rửa mặt không đâu, mà ngay khi cả chúng ta đã make up rồi, trong một làm việc, ví dụ như mình làm việc mệt mỏi và tới chiều mình thấy cái lớp make up của mình nó bị khô hoặc là nó bị đổ dầu, thì chúng ta có thể lấy một ống này, một chút xíu này, để mà chúng ta tháp lên da của chúng ta, lên trên cái bề mặt của lớp make up luôn các bạn. Và nó sẽ giúp cho da mình giữ được lớp make up nè và giữ ẩm luôn. Wow, cái kia nghe vậy thấy hay quá. Vậy là mình có thể sử dụng cái chai này bất kỳ lúc nào mà mình cần đến nó. Serum trên da Vicky đã khô rồi, bây giờ mình sẽ dùng đến kem dưỡng ẩm nha. Vẫn là kem yêu thích của Vicky, Clinique. Vicky dùng một pump. Một pump là đủ cho nguyên mặt luôn. Mà cái này xài lâu thiệt luôn á. Vicky xài hoài mà không thấy nó hết. Cập nhật tình hình cuộc sống với các bạn một chút xíu nha. Nhiều bạn xem cái YouTube của Vicky xong rồi nói ủa Vicky không làm về du lịch nữa hả, sao tự nhiên bây giờ chuyển qua làm đẹp. Ngày nào lên trên YouTube của Vicky cũng thấy mấy cái clip gì làm đẹp rồi challenge serum gì tùm lum vậy. Thật ra là YouTube của Vicky á, Vicky làm về ba chủ đề là du lịch, làm đẹp và nấu ăn. Đó là ba thứ mà không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Mình thích ba cái chủ đề đó nên là mình làm. Vicky vẫn làm về du lịch nha các bạn. Vẫn còn rất là nhiều clip Vicky đã đi rồi, đã quay rồi, nhưng mà mình chưa có thời gian để mà sửa những cái clip đó được, nên các bạn thông cảm nha. Vicky hy vọng là các bạn vẫn theo dõi Vicky để xem những cái clip về du lịch đến những cái vùng đất mới lạ và xinh đẹp nha. Đối với Vicky á, không biết các bạn xem những cái clip khác thì mình không có bàn tới, nhưng mà đối với YouTube của Vicky á là
từng clip là do tự tay mình làm hết. Do đó là mình mất khá nhiều thời gian để có thể mà làm hoàn chỉnh một clip mà mình thấy là ưng ý. Thường là với những clip du lịch thì mất khoảng một tuần để làm hết mọi thứ, từ cắt clip, ghép clip, rồi chỉnh màu, sửa tiếng, lồng tiếng. Nói chung là nhiều thứ phải bỏ vào lắm. Và tìm nhạc nữa. Các bạn biết không, có những khi á, Vicky mất cả một ngày chỉ để tìm nhạc cho clip thôi đó. Hay tại vì mình khó tính ta, Vicky không biết nữa. Nhưng mà đối với Vicky á, khi mà mình đã làm một cái việc gì đó, mình không làm thì thôi, nhưng mà mình đã bắt tay vào làm rồi thì mình phải làm cho nó thật hoàn hảo và nó thật chỉnh chu. Có thể là nó sẽ không hay, nó sẽ không xuất sắc như những cái clip khác mà các bạn xem trên YouTube, nhưng đó là cả cái tấm lòng, cả tất cả nỗ lực và gọi là sự nghiêm túc của Vicky gửi vào trong cái clip đó đến các bạn mà khán giả của mình. Nên Vicky mong là hy vọng các bạn vẫn luôn dành tình yêu thương, dành nhiều tình cảm đối với YouTube của Vicky nha. Và Vicky hứa là sẽ sớm ra clip về du lịch cho các bạn nha. Nếu như mà bạn nào chưa biết á, thì Vicky có 3 channel YouTube lận. Một cái là kể chuyện em nghe, là gồm những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện thiếu nhi Vicky kể mỗi ngày gửi đến các bé thiếu nhi. Rồi một cái là chuyện tình yêu. Thì chuyện tình yêu này nói về cái gì? Chuyện tình yêu là những cái bài viết về tình cảm gia đình nè, tình yêu đôi lứa. Vicky đọc, Vicky thấy hay thì Vicky đọc lại để chia sẻ đến các bạn. Và cái channel này thì về tổng hợp 3 chủ đề: du lịch, nấu ăn và làm đẹp. Đó là ba cái channel của Vicky. Nếu mà các bạn nào mà có con nhỏ, hoặc là các bạn thích nghe kể chuyện cổ tích thì các bạn có thể subscribe kênh Kể Chuyện Em Nghe. Còn những bạn trẻ nào mà đang có vướng mắc về tình yêu, hoặc là thích nghe những cái câu chuyện ngắn về tình yêu, thì các bạn hãy subscribe kênh Chuyện Tình Yêu. Và những bạn nào đam mê về du lịch giống Vicky và làm đẹp cũng như là nấu ăn thì các bạn có thể subscribe channel này, channel Vicky Nguyên. Thật ra lúc đầu Vicky chỉ tính làm cái channel Vicky Nguyên này thôi. Không biết các bạn có giống Vicky không? Vicky là một người rất là khó ngủ và mình thường hay đọc sách hoặc là mình thường nghe kể chuyện trước giờ ngủ. Và mình lên trên YouTube á, thì mình thấy là có rất nhiều cái kênh YouTube khác về kể chuyện, như là kể chuyện ma, kể chuyện tình yêu, kể chuyện thiếu nhi. Nhưng mà Vicky lại không có thích nghe kể chuyện ma, Vicky sợ ma lắm. Không bao giờ nghe kể chuyện ma, không bao giờ muốn xem phim ma. Như các bạn cũng biết, nếu như mình mở vào một cái chuyện cổ tích phim hoạt hình nào mà mình thấy nhiều hình ảnh, nhiều màu sắc, rồi phim quá hay, người kể chuyện quá hay, hay là mình sẽ dán hai con mắt của mình vô trong đó, mình coi hết phim này, nó nét tiếp qua phim khác, mình lại coi tiếp. Như vậy là mình khỏi ngủ luôn các bạn ơi. Đó là lý do tại sao mà Vicky cho ra cái channel về kể chuyện em nghe. Mục đích là không chỉ là để phục vụ thỏa mãn cho chính bản thân mình, là để nghe những câu chuyện cổ tích trước giờ ngủ, mà còn để chia sẻ đến các em nhỏ, đến các bạn mà có chung niềm đam mê giống như mình. Các bạn có thể nghe những câu chuyện hay trước giờ ngủ mà không bị phân tâm bởi những cái thước phim hoạt hình quá hay giống những cái channel khác, là như vậy. Đó là một xíu tâm sự nhỏ về những cái channel của Vicky cho các bạn hiểu hơn. Và bây giờ là phần quan trọng, chúng ta sẽ cùng xem cận cảnh cái da của Vicky sau 3 ngày sử dụng serum nha. Đây là cái dấu cái con hôm qua nó cắn Vicky. Nó vẫn còn hơi sưng sưng các bạn. Và cái phần thâm này thì mình thấy nó chưa có bớt nhiều. Nhưng mà cái phần mụn ẩn á, Vicky cảm thấy là nó giảm khá là nhiều luôn. Nè, như các bạn thấy ở bên đây, nếu mà các bạn coi cái clip mà ngày thứ nhất của Vicky, các bạn sẽ thấy là ở đây Vicky có khá nhiều mụn ẩn nè. Nhưng mà hôm nay thì nó giảm khá là nhiều, da mặt mình nó cũng cảm thấy là nó căng ra các bạn. Và những cái đốm thâm thâm này nó cũng sáng, nó sáng màu lên một chút, nó bớt thâm. Xong, ngày thứ tư của chúng ta đã kết thúc tại đây. Cảm nhận của Vicky hiện giờ là trong ngày thứ tư này, Vicky thấy là serum nó bắt đầu có tác dụng rồi đó các bạn. Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì mình chưa thấy rõ rệt, nhưng mà ngày hôm nay thì Vicky thấy là cái da của mình nó căng rất là rõ luôn. Và những cái vết thâm nám, mình không có nám, vết thâm đó nó mờ khá là nhiều. Và cái mụn của mình nó cũng giảm sưng. Đây là một sản phẩm có trị mụn, nhưng mà Vicky thấy là nó cũng có tác động đến cái mụn của mình.
Và các bạn đừng quên theo dõi clip ngày mai sẽ là ngày thứ 5 để cập nhật tiếp tình hình da của Vicky sẽ thay đổi như thế nào ngày thứ 5 nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối clip. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Bye bye, stay awesome.